AMD, đây là các khủng hoảng mà AMD Radeon, nó đang sử dụng cơ cấu hình, mình đang OC cái cấu hình lên ở mức xung mặc định 1000 GPU mainboard clock ở mặc định 1200 MHz, mình sẽ đẩy lên 1330 MHz, và xung GPU core clock mình sẽ đẩy từ mức 900 MHz lên mức là 975 MHz. Thì bây giờ mình đang test hiệu suất của nó khá ổn định, GPU của nó, nhiệt độ của nó tới tầm 52 độ C, đang test ở khung hình full frame độ phân giải HD cộng ạ. Và mình đã chạy hết suất hiệu suất ở các scene default, sử dụng cái cảng và bản nhiệt các scene được chưa ạ, chạy hết công suất và sử dụng RAM 16GB, RAM 16GB mất 1600, đẩy xung CPU và xung RAM lên mức hiệu năng cao hơn một chút. Bây giờ mình sẽ test thử nghiệm cho các bạn. Và cái mức sử dụng bộ nhớ đồ họa của cái cạc màn thì nó sử dụng, nó 1GB nó sử dụng lên đến 971 MHz, MB. Nó đã ngốn dung lượng RAM của cạc đồ họa của mình, thì nó sắp đầy bộ nhớ, chẳng ra bộ nhớ RAM, nó sẽ chạy Wi-Fi sang chế độ của mình. Bởi vì cạc đồ họa của mình nó khá VGA của cạc màn hình của mình, thì bộ RAM nhớ của cạc màn hình nó khá thấp, nó chỉ 1GB thôi. Các bạn, nó chạy Wi-Fi, nó chạy đang chạy trên chế độ mobile, nó chạy trên mức 1331 MHz rồi. Bây giờ mình sẽ test ở mức xung mình chơi không hay cái trò này, nhưng mà mình vẫn test cho các bạn. Rồi rồi, mình chơi toàn là góp thời gian. Chơi cùi lắm. Và là nhiệt độ nó khá chạy khá là bình thường, thấy chưa? Mình đang sử dụng con CPU E1230V2 và sử dụng con cạc màn hình 7850 của hãng MSI. Mình đang sử dụng phần mềm OC của hãng MSI luôn. Thì cái cấu hình máy laptop nó chơi cũng thích chơi, nhưng mà nó không bằng máy cây hoàn. Cấu hình máy laptop nó sẽ đắt, nó không bằng, nó hay bị nóng máy. Chi phí của bạn sử dụng máy chơi game chuyên dụng được hay. Bạn xem mức xung của nhiệt độ của nó rất rất ổn định, nó đạt ở mức 51 MHz. Mình sẽ để link tải video ở dưới, tải game ở dưới cái video chưa? Và các bạn có thể vào web mình để tải. Các bạn chú ý là khi sử dụng
phần mềm ép zoom lên hệ thống chúng ta. Các bạn chú ý là cái nguồn CPU sẽ CPU có vôn tự, các bạn đừng để cho nó lên quá cao, như thế là nó sẽ bị vừa là tốn điện năng của hệ thống và vừa nó sẽ không ổn định cho bình ga cả. Xung này, xung sẽ co vôn thực này, microvolt này, đẩy lên tầm mức 1167 mega ạ. Được ạ. Cái nguồn power visit này các bạn cứ đẩy lên khoảng 23 cho mình, đẩy lên 1 thôi, 12 cho mình. Còn cái này các bạn có thể đẩy lên tầm mức 975, mình test ổn định. Đẩy lên cao quá nó bị sẽ bị kẹt, và các bạn đừng có để chế độ fan này ở chế độ auto nha. Các bạn phải đẩy cái fan này lên. Đẩy cái fan này lên. Các bạn đẩy cái fan này auto, hệ thống của chúng ta sẽ bị red hệ thống, được chưa? Khi các bạn đừng có đẩy cái fan auto này lên, đẩy cái fan auto này lên nó sẽ bị red hệ thống và hệ thống của chúng ta sẽ chạy sẽ không bị ổn định, được chưa? Và chúng ta phải đẩy fan lên với mức khoảng 70 hoặc là 80% của hệ thống để hệ thống làm cực mạnh. Bây giờ nếu mà xét về đồ họa ấy, đồ họa thì các bạn không cần đẩy xung lên, nhưng mà nếu mà các bạn render coder nặng như là video game hay là làm các đồ án liên quan đến các phần hình ảnh ấy thì nó mới cần sử dụng cái VGA ngon hot. Thực chất làm chế độ làm đồ họa ấy, thì các bạn chú ý xử lý một bộ phim hay là xử lý một cái đoạn video ngắn ấy thì nó ít chạy cái cạc đồ họa VGA bo lắm, nó chỉ có chạy CPU là chính rồi các bạn. Đấy, chạy CPU là chính. Nhưng mà vì hệ thống chơi game nó render thì các bạn cứ hiểu nôm na là như sau. Là khi chúng ta vẽ một cái, ví dụ như bây giờ tôi đổ một bộ trong một bộ phim hay là một đoạn đổ trong một bộ game, thì khi nổ chúng ta nhìn thấy hình ảnh ấy thì là do có VGA này xử lý, VGA các màn hình này xử lý, được chưa? Còn tiến trình nổ diễn ra như thế nào ấy thì do con vệ CPU nó vẽ ra trước, xong nó sẽ xuất ra hình ảnh và chúng ta nhìn thấy chúng ta thấy nổ có màu đỏ này, màu vàng này, hay là thậm chí là thấy cái vỏ đạn này thì nó bay ra thì là con VGA xử lý, được chưa? VGA đồ họa xử lý. Ok, nó chỉ xử lý đơn giản như này thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành record.
Đây cốt phát 2 của hệ thống. Mình không ghét game. Các bạn xem CPU nó đẩy lên ở mức là 52 độ C, 5.2 độ C. Còn ở mức hoạt độ cao nhất. C, các bạn theo dõi nhiệt hệ thống của chúng ta. Nếu mà nó tăng lên quá cao, lên đến 60 độ C, chúng ta cần phải coi chừng để